Dự Thảo và Tuyết Vinh rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào cô Thảo. Cô chào Tuyết Vinh. Cô Thảo ơi, nãy giờ em để ý nha, hôm nay không biết là cô Thảo chuẩn bị nấu món gì mà có cá rô ngon quá chừng luôn. Cá này mà kho tộ bảo đảm là hết sảy luôn đó cô. Tuyết Vinh thật là sành ăn phải không quý vị khán giả. Món cá rô này nếu mà chúng ta đem chúng ta kho tộ thì rất là ngon đó. Nhưng mà có điều hôm nay cô không có thực hiện món kho tộ đâu, mà cô sẽ nấu canh đó. À, chắc là canh chua đúng không cô? Không phải là canh chua, mà hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một món canh rất là lạ miệng. Và món canh đó đó thì chúng ta thực hiện trong thời tiết giao mùa thì nó rất là tốt, là vì trong bữa cơm có một món canh thì nó sẽ làm cho người ta ăn cảm thấy ngon miệng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là món canh ngày hôm nay có thể sử dụng như là một món ăn chơi nè, mà làm món súp cũng rất là thích hợp. Nhưng mà Tuyết Vinh có biết cái nguyên liệu trân châu không nè? Trân châu hả cô? Ừ. Em biết đó cô, nhưng mà hình như là em chỉ mới có uống trà trân châu thôi nè, rồi súp trân châu nữa. Không biết là món của cô Thảo ngày hôm nay thì có cái gì đặc biệt? Món ăn ngày hôm nay được thực hiện với lại một cái nguyên liệu đó là trân châu, tức là bột bán. Và chúng ta thực hiện chung với cá rô. Món ăn được thực hiện thích hợp với lại thời tiết giao mùa nè. Và chỉ là một món ăn thực hiện trong tích tắc thôi. Đó là món canh cá trân châu. Cô Thảo ơi, để chuẩn bị cho món ăn này thì mình cần phải có những nguyên liệu gì hả cô? Để làm món canh cá trân châu thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 3 con cá rô, bột bán ngâm nở và luộc chín, cà rốt, củ năng, hành tím băm nhỏ, hành, ngò, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajinon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt nhỏ cái phần hành lá và ngò rí này ra nè. Cá rô mua về thì chúng ta làm cho thật sạch, và chúng ta sẽ rạch hai cái đường hai bên lưng cá như thế này. Mình rạch hai đường bên lưng như vậy để làm gì vậy cô Thảo? Để mà khi chúng ta luộc cá đó thì giai đoạn mà chúng ta gỡ phần thịt cá sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta cho vào nồi khoảng chừng 1,5 lít nước. Khi mà nước sôi á thì là chúng ta sẽ lần lượt chúng ta thả cá vào. Chúng ta sẽ tiếp tục nêm vào trong phần nước canh này khoảng 1 muỗng canh hạt nêm Ajinon. Em biết rồi nha, tại sao cô Thảo lại cho hạt nêm Ajinon vào luộc chung với thịt cá. Mục đích là để cho hạt nêm Ajinon có thể thấm vào thịt cá nè, vẫn giữ được chất ngọt trong thịt cá và làm cho cá thơm ngon hơn nữa, đúng không cô? Chính xác đó, Tuyết Vinh. Sau khi chúng ta luộc cá khoảng độ chừng 5 phút rồi thì quý vị khán giả sẽ vớt cá ra. Sau khi chúng ta đã vớt cá ra rồi thì quý vị khán giả sẽ gỡ lấy phần nạc cá này. Sau khi chúng ta gỡ hết cái phần nạc cá rồi, còn lại phần xương thì quý vị khán giả sẽ cho trở lại vào nồi và chúng ta tiếp tục nấu để mà lấy phần nước ngọt. Và chúng ta tiếp tục nấu trong khoảng chừng 10 phút nữa và chúng ta để lửa thật là nhỏ để cho nước không bị đục. Trong khi chúng ta nấu như thế này thì quý vị khán giả nhìn thấy là nó có những cái bọt nổi lên, thì chúng ta sẽ vớt cho sạch hết cái phần bọt này đi. Bây giờ chúng ta sẽ trút cái phần nước dùng ra và chúng ta bỏ cái phần xương cá. Chúng ta đã lọc xong phần xương thì bây giờ chúng ta sẽ đặt nồi nước này lên bếp trở lại. Chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp, cho vào chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hành tím băm vào và phi cái hành tím này cho thật là vàng, thơm. Và quý vị khán giả cũng cần lưu ý, chúng ta phi của hành tím băm lên cho thật là vàng và thơm. Sau đó chúng ta sẽ trút cái phần hành tím băm mà đã phi vàng này vào chung với lại phần nạc cá mà chúng ta gỡ ra lúc nãy. Và bây giờ của hành tím đã vàng thơm rồi, chúng ta sẽ rưới cái phần hành tím băm này lên trên cá, mục đích để làm cho món cá thơm hơn và khử đi mùi tanh của cá nữa. Như vậy thì quý vị khán giả hãy cùng lưu ý điều này với Tuyết Vinh nha. Khi chúng ta thực hiện các món canh mà có phần lấy phần nạc cá ra như thế này thì chúng ta sẽ dùng hành tím băm phi thật là thơm, và sau đó thì rưới cái phần hành tím băm nó lên phần nạc cá để cho cá có thể thơm ngon hơn và không còn mùi tanh nữa. Sau đó chúng ta lại tiếp tục rắc thêm một ít tiêu vào trong phần thịt cá này và một ít nước mắm nữa, khoảng 1 muỗng nhỏ nước mắm thôi. Phần nước luộc cá cũng đã sôi trở lại. Chúng ta sẽ lần lượt cho bột bán. Mà bột bán này thì quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta đã ngâm nở rồi và chúng ta luộc qua nước sôi. À, nhưng mà cô Thảo ơi, cho bột bán vô như vậy không biết là cái nước của mình nó có bị chua không cô ha? Cô sẽ cho tiếp phần bột năng với lại cà rốt vào nha. Để trả lời câu hỏi của Tuyết Vinh thì quý vị khán giả cần phải lưu ý là bột bán á, chúng ta sẽ ngâm nở và chúng ta luộc trước như vậy á, thì khi chúng ta cho vào bảo đảm là cái phần canh của chúng ta sẽ không có cái độ chua chua. Còn nếu mà chúng ta cho trực tiếp bột bán vào thì sẽ dễ làm cho nước canh có bị chua lắm. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm.
với lại một ít tiêu vào, chúng ta tắt bếp đi và rắc hành ngò nữa là xong. Khi thưởng thức thì là quý vị khán giả sẽ có hai cách thưởng thức. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ lấy phần nạc cá này cho sẵn vào tô và sau đó là chúng ta múc nước canh lên, dội lên cho nóng. Cách thứ hai nữa là chúng ta có thể cho trực tiếp vào trong nồi cá để cho cá này nóng trở lại. Bây giờ thì chỉ còn múc ra tô mà thôi. Và bây giờ là đến phần của Tuyết Vinh đây nha. Dạ. Rồi, Tuyết Vinh thử xem thế nào. Dạ, em cảm ơn cô. Cô Thảo ơi, nước canh vừa ngọt lại thơm mà vị thật là đậm đà nữa cô. Mà chính nhờ hạt nêm Ajinon đã giúp giữ trọn hương vị tự nhiên của các nguyên liệu. Cho nên thịt cá thì ngọt nè, mềm nữa. Còn củ cà rốt rồi củ năng thì vẫn chín tới mà giòn giòn nữa cô. Đây quả là một món canh rất là ngon. Và lần đầu tiên em được ăn trân châu trong một món mặn đó cô Thảo. Món ngon. Giao mùa. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ dành thời gian cùng với Tuyết Vinh thử thực hiện món canh cá trân châu. Và hãy cùng chia sẻ cảm nhận của quý vị với chúng tôi nhé. Theo hai cách quen thuộc đó là gửi thư về cho hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Số điện thoại là 083-823-7557. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cô Diệu Thảo và Tuyết Vinh xin chào quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.